mãn từ từ đại bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật đa không trói buộc không cởi mở có thể chứng tất cả pháp tánh không trói buộc không cởi mở vì vô sở hữu viễn ni, tịch tịnh không tướng không tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên không trói buộc không cởi mở mãn từ tử nên biết đại bồ tát ấy được gọi là người mặc áo giáp đại thừa không trói buộc không cởi mở đại bồ tát ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thể làm lợi ích an lạc cho các hữu tình cho đến đời vị lai bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn những gì gọi là tướng đại thừa của đại bồ tát như thế nào để các đại bồ tát hướng đến đại thừa đại thừa này từ chỗ nào ra đến trụ nơi nào đại thừa này an trụ chỗ nào ai đi bằng đại thừa này để xuất ti phật bảo thiện hiện câu hỏi trước tiên của ông những gì gọi là tướng đại thừa của các đại bồ tát thiện hiện nên biết sáu pháp ba la mật đa là tướng đại thừa của đại bồ tát sáu pháp đó là gì một là bố thí ba la mật đa hai là tịnh giới ba la mật đa ba là an nhẫn ba la mật đa bốn là tinh tấn ba la mật đa Năm là tịnh lự Ba La Mật Đa, sáu là Bát Nhã Ba La Mật Đa, thế nào gọi là Bồ thí Ba La Mật Đa, nghĩa là đại bồ tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, tự xả tất cả sở hữu trong và ngoài, cũng khuyên người khác xả các vật trong và ngoài giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là bố thí ba la mật đa thế nào là tịnh giới ba la mật đa nghĩa là đại bồ tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu tự thọ trì mười thiện nghiệp đạo cũng khuyên người khác thọ trì mười thiện nghiệp đạo giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là tịnh giới ba la mật đa thế nào là an nhẫn ba la mật đa nghĩa là đại bồ tát dùng tăng ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu tự đầy đủ an nhẫn tăng thượng cũng khuyên người khác đủ an nhẫn tăng thượng giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đó là an nhẫn ba la mật đa thế nào là tinh tấn ba la mật đa nghĩa là Đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy Đại Bi làm đầu. Đối với năm ba la mật đa, siêng tu không xả bỏ, cũng khuyên người khác siêng tu chẳng bỏ năm ba la mật đa, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình, bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đó là tinh tấn ba la mật đa thế nào là tịnh lự ba la mật đa nghĩa là đại bồ tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết chí lấy đại bi làm đầu tự phương tiện thiện xảo nhập vào các tịnh lự không tùy theo thế lực của các định kia thọ sanh cũng khuyên người khác phương tiện thiện xảo nhập vào các tịnh lự không tùy theo thế lực của các định kia thọ sanh giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là tịnh lự ba la mật đa Thế nào là bát nhã ba la mật đa, nghĩa là đại Bồ Tát dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu. Tự như thật quán sát tất cả pháp tánh, không chấp thủ các pháp tánh, cũng khuyên người khác như thật quán sát tất cả pháp tánh, không chấp thủ các pháp tánh. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là bát nhã ba la mật đa thiện hiện đó là tướng đại thừa của các đại bồ tát lại nữa thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát ấy là những gì gọi là pháp nội không ngoại không nội ngoại không đại không 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 thẳng nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cánh không vô tế không vô tán không bản tính không tướng không nhất thiết pháp không vô tính không vô tính tự tính không thế nào là pháp nội không nội là nội pháp tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý nên biết trong đây mắt do mắt không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó là như vậy cứ như thế cho đến ý do ý không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp nội không thế nào là pháp ngoại không ngoại là ngoại pháp tức là sắc thanh hương vị xúc pháp nên biết trong đây sắc do sắc không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy cứ như thế cho đến pháp do pháp không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp ngoại không Thế nào là pháp nội ngoại không? Nội ngoại là nội ngoại pháp, tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Nên biết trong đây nội pháp do ngoại pháp không, chẳng thường, chẳng ngoại. Vì sao? Vì bản tánh nó như vậy, nghĩa là đối với sáu nội xứ do sáu ngoại xứ không, ngoại pháp do nội pháp không, chẳng thường, chẳng ngoại vì sao vì bản tánh nó như vậy nghĩa là đối với sáu ngoại xứ do sáu nội xứ không đó là pháp nội ngoại không thế nào là pháp đại không đại là mười phương trong đây nên biết phương đông do phương đông không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy cứ như thế cho đến hạ phương do hạ phương không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp đại không thế nào là pháp không 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 trong đây là tất cả pháp không không đây lại do pháp không không nên không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp không không thế nào là pháp thắng nghĩa không thắng nghĩa trong đây tức là niết bàn nên biết tiết bàn do niết bàn không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp thắng nghĩa không thế nào là pháp hữu vi không hữu vi trong đây tức là ba cõi nên biết cõi dục do cõi dục không chẳng thường chẳng hoại vì sao? Vì bản tánh nó như vậy. Cõi sắc, cõi vô sắc, do cõi sắc, cõi vô sắc không, chẳng thường, chẳng hoại. Vì sao? Vì bản tánh nó như vậy, đó là pháp hữu vi không. Thế nào là pháp vô vi không? Vô vi là pháp vô sanh, vô dị, vô diệt. Nên biết vô vi, do pháp vô vi không, chẳng thường, chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp vô bi không thế nào là pháp rốt giáo tất cánh không rốt giáo nghĩa là pháp nào rốt giáo bất khả đắc nên biết rốt giáo do rốt giáo không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp rốt giáo không thế nào là pháp vô tế không vô tế là không có sơ biên tế hậu biên tế và trung biên tế khả đắc pháp nào không sơ biên tế hậu biên tế và trung biên tế khả đắc thì pháp ấy không có chỗ đến cũng không có chỗ đi nên biết không biên tế do pháp vô biên tế không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp vô tế không thế nào là pháp vô tán không vô tán nghĩa là các pháp có phóng có bỏ có xả khả đắc pháp nào không phóng bỏ xả khả đắc thì gọi là pháp vô tán không tán trong không tán do pháp vô tán không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp vô tán không thế nào là pháp bản tánh không bản tánh là tất cả pháp hoặc tánh hữu vi hoặc tánh vô vi, bản tánh này chẳng phải do thanh văn tạo ra, chẳng phải độc giác tạo ra, chẳng phải Bồ Tát tạo ra, chẳng phải chư Phật tạo ra, cũng chẳng phải do ai khác tạo ra mà tánh của nó là như vậy, nên gọi là bản tánh. Nên biết bản tánh do bản tánh không chẳng thường chẳng hoại. Vì sao vì bản tánh nó như vậy? Đó là pháp bản tánh không. Thế nào là pháp tướng không? tướng là tự tướng và cộng tướng các pháp trong đây nên biết tướng do pháp tướng không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp tướng không thế nào là pháp nhất thiết pháp không tất cả nhất thiết pháp là sắc cho đến thức nhãn cho đến ý sắc cho đến pháp nhãn thức cho đến ý thức nhãn xúc cho đến ý xúc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc pháp hữu vi hoặc pháp vô vi gọi là tất cả pháp trong đây tất cả pháp do pháp tất cả nhất thiết pháp không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp nhất thiết pháp không thế nào là pháp vô tính không vô tính là trong đó không có chút tính nào có thể nắm bắt được nên biết vô tính không tính do pháp vô tính không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy đó là pháp vô tính không thế nào là pháp vô tính tự tính không vô tính tự tính là tất cả pháp không pháp nào có thể hòa hợp nên tánh có chỗ hòa hợp là vì tự tánh các duyên xanh nên biết vô tính tự tính do pháp vô tính tự tính không chẳng thường chẳng hoại vì sao vì bản tánh nó như vậy lại nữa thiện hiện hữu tánh do hữu tánh không vô tánh do vô tánh không tự tánh do tự tánh không tha tánh do tha tánh không thế nào là hữu tánh do hữu tánh không hữu tánh là pháp hữu vi tức là năm uẩn như vậy hữu tánh do hữu tánh không vì sắc vân vân năm uẩn bất khả đắc vì tánh vô sanh Thế nào là vô tánh do vô tánh không? Vô tánh là pháp vô vi, trong đây vô vi pháp do vô vi pháp không, tức là vô tánh do vô tánh không. Thế nào là tự tánh do tự tánh không? Nghĩa là tự tánh của tất cả pháp đều là không. Ở đây chẳng phải do trí tạo ra, chẳng phải do kiến tạo ra, cũng chẳng phải do pháp nào khác làm ra, nên nói tự tánh do tự tánh không. Thế nào là tha tánh do tha tánh không? Nghĩa là tất cả pháp dù như lai ra đời hoặc không ra đời pháp trụ pháp định pháp giới chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác thật tế là như vậy bởi tha tánh không nên nói tha tánh do tha tánh không thiện hiện đó là tướng đại thừa khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu lại nữa thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là kiện hành tam ma địa bảo ấn tam ma địa sư tử du hí tam ma địa diệu nguyệt tam ma địa nguyệt tràng tướng tam ma địa nhất thiết pháp dũng tam ma địa quán đỉnh tam ma địa pháp giới quyết định tam ma địa quyết định tràng tướng tam ma địa kim cương dụ tam ma địa nhập pháp ấn tam ma địa Đẳng trì vương tam ma địa, thiện an lập tam ma địa, phóng quang tam ma địa, lực chúng tam ma địa, đẳng dũng tam ma địa, nhập ngôn tử quyết định tam ma địa, đẳng nhập tăng ngữ tam ma địa, quán phương tam ma địa, trì ấn tam ma địa, vô vong thất tam ma địa, chư pháp đẳng thủ hải ấn tam ma địa, biến phú hư không tam ma địa, kim cương luân tam ma địa, vô lượng quang tam ma địa, vô trước vô chướng tam ma địa đoạn chư pháp luân tam ma địa xả bảo tam ma địa biến chiếu tam ma địa bất luyến tam ma địa vô tướng trụ tam ma địa bất tư duy tam ma địa vô cấu đăng tam ma địa vô biên quang tam ma địa phát quang tam ma địa phổ chiếu tam ma địa tịnh kiên tam ma địa vô cấu quang tam ma địa phát diệm lạc tam ma địa điển đăng tam ma địa vô tận tam ma địa cụ oai quang tam ma địa ly tận tam ma địa bất khả hủy tam ma địa khai phát tam ma địa nhật đăng tam ma địa tịnh nguyệt tam ma địa tịnh quang tam ma địa vô động tam ma địa phát minh tam ma địa ưng tác bất ưng tác tam ma địa trí trảng tướng tam ma địa kim cương man tam ma địa trụ tâm tam ma địa phổ minh tam ma địa thiện trụ tam ma địa biểu tích tam ma địa diệu pháp ấn tam ma địa pháp bình đẳng tánh tam ma địa xả ái lạc tam ma địa pháp dũng mãnh tam ma địa phiêu tán tam ma địa phân biệt pháp cú tam ma địa bình đẳng tự tướng tam ma địa ly văn tự tướng tam ma địa đoạn sở duyên tam ma địa vô biến dị tam ma địa vô phẩm lại tam ma địa nhập danh tướng tam ma địa vô tướng hành tam ma địa đi ấy ám tam ma địa cụ hành tam ma địa bất biến động tam ma địa độ cảnh giới tam ma địa ly tập chúng đức tam ma địa quyết định trụ tam ma địa tịnh diệu hoa tam ma địa cụ giác chi tam ma địa vô biên biện tam ma địa vô đẳng đẳng tam ma địa phổ siêu nhất thiết tam ma địa quyết phán nhất thiết tam ma địa tán do dự tam ma địa vô sở trụ tam ma địa nhất tướng trang nghiêm tam ma địa dẫn phát hành tướng tam ma địa Nhất hành tướng Tam Ma địa, ly hành tướng Tam Ma địa, diệu hành tướng Tam Ma địa, đả chư hữu để tán hoại Tam Ma địa, bảo kiên cố Tam Ma địa, giải thoát âm thanh văn tử Tam Ma địa, nhập thi thiết ngữ ngôn Tam Ma địa, cự sĩ nhiên Tam Ma địa, nghiêm tịnh tướng Tam Ma địa, vô tiêu xí Tam Ma địa, cụ diệu tướng Tam Ma địa, bất hỉ nhất thiết khổ lạc Tam Ma địa, vô tận hành tướng Tam Ma địa cụ tổng trì tam ma địa nhiếp phục nhất thiết tránh tánh tà tánh tam ma địa tức vi thuận tam ma địa ly ái tắng tam ma địa vô cấu minh tam ma địa cụ kiên cố tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa đại trang nghiêm tam ma địa phổ chiếu thế gian tam ma địa định bình đẳng tánh tam ma địa viễn ly trần cấu tam ma địa hữu tránh vô tránh, bình đẳng lý thú tam ma địa, vô xảo huyệt, vô tiêu xí, vô ái lạc tam ma địa, quyết định an trụ chân như tam ma địa, ly thân ngữ ý, quế ác tam ma địa như hư không tam ma địa, vô nhiễm vô trước tam ma địa, có vô lượng trăm ngàn tam ma địa như thế, đó là tướng đại thừa của Bồ Tát thiện hiện trong đây vì sao gọi là kiện hành tam ma địa nghĩa là khi trụ tam ma địa này tất cả đều có thể nhiếp thọ hành xứ các định nên gọi là kiện hành tam ma địa vì sao gọi là bảo ấn Tam Ma địa? Vì khi trụ Tam Ma địa này có thể ấn hành tướng sai khác của các định, cho nên gọi là bảo ấn Tam Ma địa. Vì sao gọi là sư tử du hí Tam Ma địa? Vì khi trụ Tam Ma địa này sẽ du hí tự tại đối với các đẳng trì, nên gọi là sư tử du hí Tam Ma địa. Vì sao gọi là diệu nguyệt tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này như trăng tròn chiếu khắp các định nên gọi là diệu nguyệt tam ma địa. Vì sao gọi là nguyệt tràng tướng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể giữ gìn tướng cờ các định nên gọi là nguyệt tràng tướng tam ma địa vì sao gọi là nhất thiết pháp dũng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này có thể vọt ra khỏi tất cả thắng định nên gọi là nhất thiết pháp dũng tam ma địa vì sao gọi là quán đỉnh tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này có thể quan sát đến đỉnh các thắng định nên gọi là quán đỉnh tam ma địa vì sao gọi là pháp giới quyết định tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này quyết định chiếu rõ pháp giới nên gọi là pháp giới quyết định tam Ma địa. Vì sao gọi là quyết định tràng tướng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, quyết định sẽ nắm được tướng cờ các định, nên gọi là quyết định tràng tướng tam ma địa. Vì sao gọi là kim cương dụ tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, có thể quật ngã các định mà chẳng bị định kia quật lại, nên gọi là kim cương dụ tam ma địa vì sao gọi là nhập pháp ấn tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này có thể hội nhập khắp tất cả pháp ấn nên gọi là nhập quán ấn tam ma địa vì sao gọi là đẳng trì vương tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này đều được tự tại ở trong các định nên gọi là đẳng trì vương tam ma địa vì sao gọi là thiện an lập tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể khéo an lập đối với đẳng trì vương nên gọi là thiện an lập tam ma địa. Vì sao gọi là phóng quang tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể khai phát ánh sáng ở các định nên gọi là phóng quang tam ma địa. Vì sao gọi là lực chúng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể phát ra nhiều lực các định nên gọi là lực chúng tam ma địa.